Vâng, với những tiết mục được chuẩn bị khá công phu, và xin mời toàn thể quý cộng đoàn và các bạn sinh viên một lần nữa hãy cùng hướng cặp mắt của mình lên sân khấu để cùng chào đón tiết mục rất đặc sắc đến từ các bạn sinh viên Công giáo Phát Diệm tại Lan 8.
Vâng, xin được cảm ơn tiết mục rất đặc biệt của các bạn sinh viên Công giáo Phát Diệm tại Làng 8. Vâng, mà khi tiết mục của các bạn biểu diễn thì đã nhận được rất nhiều những tràng vỗ tay, những tiếng reo hò của các cổ động viên. Và xin hỏi các cổ động viên từ nhóm Làng 8 đang ở đâu ạ? Wow, quá đông và hùng hãn.